Hello. Định không live stream à. Nhưng mà anh em á là cứ cứ nhắc à. Rồi, xin chào nhá. Trùng lại. Mình không live stream là nó cứ vào nhắn tin, nó nhắc lại luôn. Ở nhà Vũ là hôm nay là có khách quý, có một gọi là cổ đông lớn từ Thanh Hóa. Vì vậy là định là không live stream. Nhưng mà có nhiều anh em yêu cầu quá phải live stream đây. Đây. Đây, đây là một khách hàng. Đây. Một cổ đông từ Vũng Tàu ra này. Đấy, ở lại nhà Vũ cũng cả tuần đây rồi. Để nghiên cứu tìm hiểu đầu tư và thấy cái dự án này ok quá thì ở lại luôn là để mà học, để làm đối tác này. Còn đây là cổ đông lớn đấy, xin Hello, xin chào. chào. Giới thiệu về mình tí đi dây, giới thiệu về tất cả mọi người tí đi dây. Anh giới thiệu đi. Đây, dành cho em 5 phút đấy. Đang lại không? Đang Đấy, lại. dành cho cổ đông UT trên toàn Anh phải quốc. quay cái mặt em qua đây. Đấy. Anh thấy em thấy anh phải quay qua bên em À, nói à quay bên em hả? Thì anh quay chuyện. cho. Đây. Đấy, chào các anh chị em Hello. Xin chào tất cả các anh chị em. Ôi 16 người cơ. team. Anh bật lên là Mới like 30 đã người. 16 người rồi. Chào các anh chị em cổ đông nhé. Là giới thiệu một Có xíu thể là nhiều anh chị em không biết đến em đúng không? Và em thì các em mới phát triển thôi. Đó. Thì em như nào thì anh Vũ giới thiệu. Anh Vũ đi. chia sẻ. Anh chia Em có sẻ. thể là giới thiệu về mình, bản thân mình Anh like đi đừng. hả? Bạn đó đang Bạn cái đang gì? hỗ trợ khách. Đang... Thì em ra giới thiệu với khách luôn. Bật máy lại lên. Hiền ơi, vào đây Hiền ơi. Vào đây bật máy lạnh lên rồi đóng cửa lại nè. Bật 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 cái tặng lên nghe. Đấy. Nhà Vũ thì không khi nào là hết khách. Đấy. Khi nào cũng có khách. Đó, 24 với 24. Đó, và ngày hôm qua thì Vũ là hầu như là thức xuyên đêm đến 7 rưỡi luôn. Đến 7 rưỡi sáng mới ngủ, giờ mới dậy được, giờ mới dậy được, giờ mới uống cà phê được. Đúng rồi, anh Thiết nói là chú tự tin lên kìa, dân Thanh Hóa gì đâu, dân Thanh Hóa mà ăn rau má phá được đường tàu mà giờ lên livestream giới Yeah. thiệu không giới thiệu được. Đập bát lắm. Bao việc. Đấy là khi chúng ta đúng không? Khi chúng ta mà đợi đúng không? Đã đợi khi nào mà đủ tự tin, khi nào đủ kiến thức để mà livestream. Đấy, đơn giản như là một cổ đông lớn ấy. Cứ đợi như thế, đợi đợi hoài thì sẽ không có đủ tự tin để livestream đâu. Đừng có đợi, đúng không ạ? Cứ đợi mình hoàn thiện rồi mình mới làm, nhưng mà quên rằng á mình làm đi, mình livestream đi rồi mình mới hoàn thiện đấy. Và Vũ khuyên tất cả các anh chị em đó, khuyên các anh chị em đã làm đối tác với UT nên tập đó. Làm ngày đầu, ví dụ livestream ngày đầu thì mình có thể là bối rối, mình có thể là sắp xếp nội dung nó không có
logic, nhưng mà livestream quen rồi á, thì mình thấy là bình thường, đúng không ạ? Vũ là rất sợ đám đông. Hồi xưa đến giờ là cái nỗi sợ là ám ảnh nhất là cầm micro. Đó. Vì vậy là nếu như mình đứng lớp á, mà mình nói mà không có micro á, thì mình rất là tự tin. Nhưng mà cầm cái micro thôi là mình mất tự tin vô cùng. Đó. Vì vậy là khi mình livestream này á, là ok. Mình đứng lớp, à, thì mình cầm viết và mình nói chay á, thì ok. Nhưng cầm cái mic vô thôi là cái cảm giác nó khủng khiếp lắm. À, vì vậy là Vũ cũng là một cái nỗi sợ là cũng giống mọi người thôi. Nhưng mà mình cứ làm đi. Ngày hôm nay mình run tí, ngày mai mình bớt run tí, ngày kia mình bớt run tí, thì càng ngày, đúng không ạ, là mình đối diện với nỗi sợ, đối diện với nỗi sợ, phải đương đầu với nó, mình vượt qua nó. Đó. Và cái cơ hội này nó quá tốt và thời gian nó không còn nhiều. Vì vậy là Vũ kêu gọi tất cả các anh chị em. Đó. Kiến thức mình tới đâu, mình cứ chia sẻ tới đó. Làm sao để lan tỏa cái giá trị này đến với mọi miền tổ quốc. Đó. À, ai biết được, đúng không ạ? Ai biết được, họ có phước có phần, họ sẽ nắm bắt được. Cho dù có 50 đô bỏ ra thôi, nhưng mà cũng đó là một tài sản lớn sau 2-3 năm sau. Họ mua ít thì họ chờ lâu, đúng không ạ? Họ mua ít thì họ chờ lâu, nhưng mà anh em đó, đừng có đợi, đúng không ạ? Cái chữ đợi nó kinh khủng lắm, đúng không? Cái chữ đợi đó là dẫn đến một cái sự thất bại mà nó có thể là ăn hẳn suốt đời, đúng không ạ? Đến khi đó, đến khi nhắm mắt lìa trần rồi, lúc đó mình mới rầu tiếc nuối tại sao mình không dám nhìn, đúng không? Cuộc đời có bao lâu, đúng không? Cuộc đời nó có bao lâu đâu mà mình là không dám thử, không dám làm một cái việc gì đấy nó lớn lao hơn, nó không có đúng cái chuyên môn của mình, nó không đúng với cái mà gọi là giống như là nghề tay trái đấy, đúng không? Nghề tay trái của mình. Đó. Rất nhiều người nhìn thấy, nhìn ra cơ hội đấy, nhìn ra vấn đề, nếu như mình đầu tư vào đây là thắng chắc, nhưng mà không dám thử, đợi, đúng không ạ? Không dám thử, đợi đã, đợi cho mọi người góp vốn vào đi. Đó. Khi nào mọi người thành công đã, rồi mình mới, rồi mình làm theo, đúng không ạ? Hầu hết là cái tâm lý đấy. Đó. Hầu hết tâm lý đấy. Vì vậy là Vũ khuyên các anh em đó, mình liệt kê ra, liệt kê ra đó, hiện tại bây giờ là mình là đã có những gì và chưa có những gì, ưu điểm, khuyết điểm. Mình phải nghiêm túc cầm bút mà lấy tập sách ra, lấy vở ra, ghi ra. À, hiện tại bây giờ tôi đã có cái gì rồi, thế mạnh của tôi là cái gì, nhược điểm của tôi là cái gì. À, mình phải soi chính mình được, đúng không? Nếu như chúng ta mà không soi được chúng ta có lợi thế gì, chúng ta có nhược điểm gì, thì ai thấy đây? Riêng bản thân chúng ta không thấy thì ai thấy? Đó, đúng không ạ? Và khi mà mình biết được ưu điểm của mình phát huy, nhược điểm của mình khắc phục, thì mình mới càng ngày càng hoàn thiện mình. Đó. Càng ngày càng hoàn thiện mình. Đó. Vậy thì một cái chữ đợi thôi mà rất nhiều người 99% thất bại vì cái chữ này, đúng không ạ? 99% đó, chứ không dưới đâu, 99%. Đó. Đợi không? Đợi các anh em cổ đông à, thành công đã, khi nào lên sàn thì tôi mới đầu tư đấy. À, và sau này những cái người này sao ăn hạng không? Họ ăn hạng không? Ăn hạng suốt đời, đúng không ạ? Đợi VTV, ủa mày chưa thoát ra. Rồi, chào tất cả các anh chị em đang xem livestream của Vũ nha. Ba chào 32 anh chị em đang livestream. À, với lại như thế này, có rất là nhiều
Có rất là nhiều anh chị em kiến thức nghiên cứu rất là sâu kỹ, đầu tư thì cũng lớn đấy, họ cũng muốn có thu nhập nhưng mà họ sợ sợ đàm tiếu, sợ xa lánh, sợ bị mọi người là nhìn mình với một cái ánh mắt đa cấp này đấy, tất cả những cái nỗi sợ đó bắt đầu là gì, làm cho cái con người mình muốn làm cái gì, đúng không ạ, mình biết đó là đúng đi nữa thì mình cũng ra cũng lưỡng lự cân đo đong đếm tất cả mọi cái, cho dù là họ biết chắc là con đường đi của người ta là đúng, cái sứ mệnh là họ không dám gánh, con đường đi đúng rồi, đầu tư đúng rồi, nhưng mà không dám chia sẻ, không dám chia sẻ luôn, họ đợi gì, ví dụ như tình đây đi, họ đợi kỹ năng, rồi đợi kiến thức, rồi là đợi hoàn thiện bản thân, sợ là gì, lên trên này 36 anh chị em là cười cho. Cười, ví dụ như thế, cứ đợi mãi thôi. Đó, hai vợ chồng tình đây. Đấy. Đấy. Hai nhà đầu tư lớn nha, đối tác lớn. Đó, khách hàng là ở Đài Loan nè, Hàn Quốc nè, nói chung là làm việc với nước ngoài, làm việc với đối tác nước ngoài rất là ok, một chọi một là ok, chứ một chọi là 50 người là không dám chọi. đợi đi chú mình đợi hoàn thiện, mình cứ lên đi, đúng không, đừng có sợ gì hết, không có sợ, không có sệt gì hết ở đây, vì vậy là cố gắng, cái cơ hội này nó quá tốt, lan tỏa cho mọi người, lan tỏa cho mọi người đi, chứ giờ đợi con lớn, giờ là thu nhập nó thấp, đợi con lớn lên ổn định tí rồi mình đầu tư, rồi mình mới có cái lúc đó mới dám thay đổi công việc, đúng không, rồi đợi là kinh tế nó ổn định đã, đúng không, rồi đợi là cuối tháng nhận lương đấy, như bạn Hiền này nè, em nhận lương em giải quyết nghỉ việc xong em ra mà mấy nhỉ, từ tháng mấy đến tháng mấy, tháng 8 được qua tháng 9, tháng 9 được qua tháng 10, rồi đến tháng 11 nó phải ra. Vậy thì riêng cái 4 tháng đó, đúng không, 4 tháng đó mình thấy đúng rồi, mà nãy mình quyết định qua cầu đốt huyền đi ra, thì chương trình đó cách đây 4 tháng nó tuyệt vời không, nó cũng chưa động đến là VTV rồi chứ nó nói xấu hết, đến khi đợi đã xong là biến cố, đúng không, biến cố rồi VTV rồi báo chí nó dập từ lứa bông bi, thì lúc đó là giờ mới ra mới ra đó, em thấy chưa, đợi đấy rồi là đợi là gì, thời gian rảnh tí đã. Vậy thì con người ai cũng có 24 tiếng hết, đúng không, ai cũng có 24 tiếng cả, nhưng theo nguyên tắc Pareto thì sao, 80-20, quy tắc 80-20 đó, nếu như chúng ta một ngày làm là 8 tiếng, thật ra là chỉ có 20%, 20% là khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, cứ cho 2 tiếng đồng hồ là chúng ta đã quyết định được 80% công việc trong ngày, 80% công việc, còn lại 6 tiếng nó chỉ đóng góp có 20% cái công việc ngày hôm đó mà thôi. Vậy thì giờ chúng ta phải cái công việc nào, ví dụ hàng ngày thôi, công việc nào quan trọng cần kiếp chúng ta làm trước, chúng ta làm đúng 2 tiếng thôi để quyết định cái 80 cái đã, 80 cái công việc ngày hôm đó đã, đúng không ạ, mình phải cân nhắc nặng nhẹ, mình phải biết áp dụng cái quy tắc vào cuộc sống thì chúng ta mới có cái ngày mà ngóc đầu lên được. Chứ giờ chúng ta không phân biệt được công việc nào là quan trọng, công việc nào là khẩn cấp thì sao, đúng không, việc gì chúng ta cũng làm cả,
mà nhất là làm những cái việc không tên, đúng không? Chúng ta làm những cái công việc không tên rất rất nhiều rồi. À, đến giờ này bao nhiêu lần tặc lưỡi rồi, đúng không ạ? Cứ tặc lưỡi thôi. Ôi, ngày hôm nay, đúng không? Rồi tuần này, tháng này, năm này. Đấy. Năm này do Covid. Đấy. Vì vậy là không hoàn thành được kế hoạch, tặc lưỡi cả. Thôi sang năm ta làm lại. Sang năm lại dính Covid. À, rồi tặc lưỡi cái nữa. Cả thiên hạ nó thế, có phải mình đâu. Cả thiên hạ nó bị như thế mà nó cũng tặc lưỡi như mình. Thôi sang năm làm lại, đúng không ạ? Rồi xong Covid cái Việt Nam mình ấy là cũng ok đấy, có nghĩa là dập dịch rất nhanh, đúng không? Không chơi chính sách zero Covid nữa. À, thì chúng ta vừa loi ngoi là phục hồi kinh tế tí, rồi dẫn đến chiến tranh Ukraine. Rồi chiến tranh Ukraine cái giờ chúng ta tặc lưỡi, đúng không? Do chiến tranh Ukraine, lạm phát, rồi là xăng dầu nó lên. Thôi năm nay không làm ăn được gì, thôi tặc lưỡi cái nữa, thôi sang năm đi. Đúng không? Rồi sang năm cái nữa là sao? Chúng ta tặc lưỡi bao nhiêu lần ở đây? Chúng ta đợi bao nhiêu lần ở đây? Nếu như chúng ta cứ ngồi đó mà đợi, đúng không? Thì thời gian nó qua mà chúng ta chẳng làm được cái gì. Giờ là chúng ta phải cân nhắc. Đó, phải cân nhắc nặng nhẹ. Chứ đừng có đợi nữa, đúng không ạ? Đợi Covid qua đi, đợi khủng hoảng kinh tế qua đi, đợi cái làn sóng bong bóng qua đi, bong bóng bất động sản, rồi bong bóng trái phiếu qua đi, rồi chúng ta làm lại. Rồi hết cái bong bóng bất động sản và cái chứng khoán trái phiếu, rồi chúng ta sẽ đối diện tiếp, đúng không ạ? Cuộc đó mới là cuộc sống, đó mới là cuộc sống. À, tại sao những người tại sao là có những người giàu mà họ lại khóc, các anh chị em biết không? Tại sao có bộ phim là người giàu cũng khóc? Đấy. Giờ họ kêu là hạnh phúc là quá trình, đúng không? Chứ không phải là đích đến. Hạnh phúc là quá trình. Cái quá trình này. Chúng ta may mắn là đương đầu với cuộc sống. Chúng ta vượt qua Covid như thế nào? Chúng ta vượt qua khủng hoảng Ukraine như thế nào? Chúng ta vượt qua lạm phát ra sao? Chúng ta vượt qua bong bóng bất động sản như thế nào? Chúng ta vượt qua bong bóng trái phiếu như thế nào? Đó là một cái quá trình đó mà làm cho chúng ta gì? Cảm xúc dâng trào, đúng không? Chúng ta vượt qua được là chúng ta hạnh phúc. Chúng ta vượt qua được là chúng ta có hạnh phúc. Nhưng mà đến khi chúng ta về đích mà cái đích đến á là không rõ ràng. Nhiều người khi mà họ đạt được cái đích đến mà đề ra đấy, là họ rất là buồn, họ rất là chán nản, đúng không ạ? Giống như là những người là đi làm công ăn lương bây giờ ngày nào cũng vất vả, nhưng mà có buồn có vui. Nhưng đến khi họ về đích ở đây là gì? Họ được nghỉ hưu thì họ cực kỳ buồn và họ muốn ở lại cống hiến. Lương thấp đi cũng được, nhưng mà chính sách không cho, họ buộc phải về nhà ôm con ôm cháu, giữ cháu giữ cái ấy thôi. Đúng không ạ? Vậy thì ai vác hồ sơ đi làm cũng mong đến ngày về hưu, nhưng đến khi về hưu rồi thì là một nỗi buồn mang mát, đúng không? Một nỗi buồn mang mát đấy. Vì vậy là mình đừng bà, thứ nhất là mình đừng quên đời nữa. Vũ khuyên tất cả các anh chị em đang xem livestream cũng như là các anh chị em đang nghiên cứu về tập đoàn UT, đừng có đợi để tôi nghiên cứu là nó rõ ràng kỹ càng đã, để tôi xem các anh chị đi trước thành công vang dội đã, tôi đợi nó lên sàn cái đã rồi tôi mới mua đó. Tất cả những cái chữ mà đợi đấy nó sẽ trả giá bằng rất đắt, cực kỳ đắt luôn.
Và có một câu rất là hay, nó thay đổi cuộc đời Nguyên Vũ. Một câu rất là hay: chúng ta nên thay đổi, chúng ta nên thay đổi đó là cái gì? Nhờ là tầm nhìn, trí tuệ, chứ đừng nên thay đổi bằng biến cố đó. Chúng ta thay đổi bằng là gì? Tầm nhìn đó, bằng trí tuệ, chứ đừng có đợi biến cố rồi thì chúng ta mới thay đổi. Đấy, cái câu này nha, nó rất là sâu sắc. Ai mà thấm câu này thôi là cuộc đời người đó ok, thành công. Thường thường là chúng ta là gì? À, có công việc, có công việc, công ăn việc làm, à, đủ nuôi sống vợ con, à, là chúng ta thấy là ổn định rồi, đúng không ạ? Ổn định rồi, chúng ta không chịu thay đổi. Chúng ta không chịu thay đổi, chúng ta không bao giờ là chịu học tập, nâng cấp bản thân. Chúng ta hài lòng, mà chính cái sự hài lòng đó, đúng không ạ? Chúng ta vừa dừng lại thôi, chúng ta đi kìa, chúng ta đi mà đi chậm là cũng tụt hậu với so với thiên hạ rồi. Chứ đừng có nói là chúng ta dừng lại, chúng ta vừa dừng lại thôi thì là chúng ta đã tụt hậu rồi. Đấy, vì vậy mới có cái câu là học, học nữa, học mãi. Và chúng ta thay đổi là nhờ vào tầm nhìn, vào kiến thức, à, kinh nghiệm. Chứ chúng ta đừng bao giờ là chờ đến biến cố, chờ đến biến cố rồi mới thay đổi là quá muộn. À, vì vậy là các anh chị em nên ghi nhớ câu này. À, chúng ta thay đổi là bằng tầm nhìn, đừng bao giờ thay đổi bằng biến cố. Đợi biến cố với thay đổi là đai. Đúng không? Không có cơ hội trở mình đâu, không có cơ hội trở mình đâu. À, vì vậy mới có câu nói gì: hãy chải đầu là khi còn tóc, hãy đánh răng khi còn răng, à, hãy làm đẹp khi còn đẹp, đúng không? Hãy đi, à, hãy đi khi còn có chân, đúng không? À, vì vậy là hãy đón nhận cơ hội để thay đổi cái cuộc đời này, hãy đón nhận cơ hội để thay đổi. Chứ giờ cơ hội đến nó gõ cửa ầm ầm, mà mình á thì cứ suốt ngày ở trong nhà mình đợi. À, đợi khi nào nó tông cửa vào rồi mình mới chấp nhận, thì làm gì có, đúng không ạ? Không bao giờ có hết. À, vì vậy là rất nhiều người, rất nhiều người mà 99% ăn hẳn, đúng không ạ? Ăn hẳn. Bởi vậy thì mình phải học cái gương của ai? Của Steven Jobs. À, người cái ông này hằng ngày luôn nhé, chứ không phải là lâu lâu ông phải đặt câu hỏi cho ông đâu. Steven Jobs ngày nào ông cũng đang, ông vừa mở mắt ra, ông nói ông phải cái gì, ông đặt câu hỏi: hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời thì mình sẽ làm gì? Đấy, Steven Jobs á, ngày nào ông cũng nói câu đó, chứ không phải là lâu lâu mới nói. Và chúng ta, đây là một cái câu rất là tốt mà chúng ta phải ghim vào đầu để chúng ta thực hành, đúng không ạ? À, người ta thành công, đúng không? Người ta thành công thì mà người ta để lại cái câu nói đó cho đời, thì tại sao chúng ta không học nó mà cũng gì? Thành công là sự sao chép. Người ta thành công mình thấy thế mình sao chép thôi. Và mở mắt ra là mình phải đặt câu hỏi: Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, thì tôi làm cái vấn đề gì trước? Đấy, đúng không ạ? Mình phải hỏi câu đó. Mình phải làm gì? Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mình rồi. Đó, hôm nay mình làm gì? Thì lúc đó các bạn, các anh, các chị, các cô, các chú mới có cái gì? Mới có cái quyết định sáng suốt. Và cứ một ngày trôi qua ý nghĩa, thì thử hỏi đi, một năm thôi là các anh chị, các quý cô chú anh chị đã có một cuộc đời đáng sống, đúng không ạ? Có một cuộc đời đáng sống, và chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, đúng không ạ? Chúng ta không sợ hãi nữa, đúng không ạ? Cứ làm từng việc nhỏ, cứ mở mắt ra, hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời thì mình sẽ làm gì? Đó, mình cứ bắt chước ông Tê Vân Giáo mình nói thôi, mình đặt ra câu hỏi và trong ngày hôm đó mình thực hiện. Đó, thì lúc đó là mình mới
mình có đợi được không ạ? Hả? Đợi con lớn không? Đợi kinh tế ổn định không? Rồi đợi vợ, đợi chồng đồng ý, rồi đợi là lương ổn định không? Hả? Hả? Đúng không ạ? Hôm nay là ngày cuối rồi, cuối cuộc đời rồi, mình không đợi nữa. Lúc này mình không đợi nữa. Cái việc gì đáng làm nhất? Hả? Hôm nay là có việc bằng. Nhưng cái việc đó có quan trọng không? Hôm nay là ngày cuối rồi. Ví dụ như là có một cuộc hẹn đi nhậu với bạn bè. Hôm nay ngày cuối rồi. Có thể là lúc đó mình từ chối. Thôi bạn à, mình không đi nhậu đâu. Đúng không? Nếu mà ở gần thì tạt về thăm bố mẹ. Hỏi thăm bố mẹ tí. Coi thử là như thế nào. Đúng không? Đó. Rồi mình có trong cuộc đời mình ngày cuối rồi. Hồi xưa đến giờ. Đúng không? Những cái việc đó là gọi là việc khi nào rảnh kia mình mới làm. Mình mới gọi cho bố mẹ coi thử là sống chết làm sao, đau bệnh thế nào. À, đúng không? Rồi lúc đó là mình mới suy nghĩ lại. Ồ, xưa đến giờ mình cứ là cơm áo gạo tiền. Mình đã đưa bố mẹ mình đi du lịch ở đâu chưa ta? Đúng không? Tại sao cha mẹ người ta, con cái người ta phục vụ cha mẹ như thế mà mình nữa hồi xưa giờ, đúng không? Bươn ra ngoài xã hội cứ lo cái việc không đâu, đúng không? Đi nhậu với bạn bè thì tăng 1, tăng 2, tăng 3 có tiền. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu có. Nhưng mà mình đã có bao giờ suy nghĩ chỉ cần chuyển cho bố mẹ 500 ngàn, đúng không? 100 ngàn cũng được. Nhưng cha mẹ rất hạnh phúc không? Cha mẹ cực kỳ hạnh phúc hay không? Rất hạnh phúc. Tại vì sao? Ít nhất đi nữa thì mình cũng nhớ về cha mẹ không cần đó đâu. Vũ biết là khi mà mình gửi về cho cha mẹ thì cha mẹ sẽ không xài. Thật luôn, không có cha mẹ xài thì tiền của con đâu. Chẳng qua là gì, người ta cầm và người ta cắt giùm mình. Đến khi mình gặp biến cố là cha mẹ sẽ bung ra. À, cha mẹ lại đưa lại cho. Chứ không xài đâu. Theo Vũ biết là như thế. Ít khi đó. Đúng không? Vậy thì chúng ta phải thực hành. Ngày nào chúng ta cũng thực hành cái câu này. Hôm nay là ngày cuối cùng. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Chúng ta phải làm gì? Đó, vì vậy là khi chúng ta lên kế hoạch, đặt ra mục tiêu, đặt ra cái đích đến của cuộc đời, thì chúng ta cố gắng phải chi tiết, phải hiểu rõ cái mục tiêu của mình. Để làm sao đến khi mình đạt được, mình hạnh phúc. Đúng không ạ? Đến khi mình đạt được, về đích, tới đích là mình hạnh phúc. Chứ không có cái chuyện gọi là khi mình về tới đích rồi, mình thấy lạc lõng, mình thấy cuộc đời này nhạt nhẽo, rồi mình thấy gì? Cuộc đời này nó bế tắc, cuộc đời này nó không hạnh phúc. Đó. Vì vậy là Vũ hay nó, chúng ta cần xác định hai điểm thôi, gọi là định vị bản thân. Hiện tại, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Đúng không ạ? Chúng ta đang ở đâu? Trong xã hội này, chúng ta đã hài lòng với bản thân chúng ta chưa? À, và đích đến của cuộc đời chúng ta là ở đâu, như thế nào? Nó phải chi tiết. Có hai điểm thôi. Một là định vị ngay lúc này. Cái thứ hai nữa là định vị trong tương lai, cái đích đến của cuộc đời mình. Vậy thì Vũ hay có nghĩa là những cái con người á, Vũ quan sát những cái người mà hay ví dụ như là về nhà, hay là Vũ đi với tới các anh chị nhà anh chị em, Vũ nhìn lên bàn thờ, đúng không? Cái hương nó còn mới không? Bàn thờ có sạch không? Tất cả những cái tiêu chí đó Vũ liếc qua Vũ biết hết. Con người mà không quay về những cái hành động, đây là Vũ không phải cổ suý cho mê tín dị đoan, không cổ suý cho mê tín dị đoan. Nhưng mà những người nào mà họ lập bàn thờ, thờ vọng thôi, thờ ông bà thôi, nó sạch sẽ này, ngăn nắp này, và luôn luôn á là có những cái nén nhang mới, thì những cái người đó người ta rất là bình an và thành công. Đó, tại vì sao? Cái hành động của mình, ví dụ như mình thắp nén nhang, mình thắp nén nhang thôi, đó không phải là mê tín, mình không phải là cầu ông bà gì ủng hộ mình, nhưng đó là cái tâm hướng về nguồn cội, đúng không? Hướng về gia đình, hướng về gia đình, mà họ nói là cho đi mới nhận lại mà, đúng không? Mà cái con người
mà gia đình mình mà không hướng về thì vất, đúng không ạ? Con người mà không hướng về là vất. Vì vậy là cái một cái hành động nhỏ nhưng mà Vũ có thể quan sát được, Vũ có thể quan sát được cái con người đó như thế nào. Vì vậy chúng ta cố gắng. Mà chị họ của Vũ ấy, đúng không? Rất đồng quan điểm, hai chị em mà ngồi lại nói chuyện với nhau là rất là ok. Nó có thể là nó cả ngày không hết chuyện. Và chị họ của mình nói câu: riêng cái cơ hội góp vốn vào UT nha, nhiều người mà biết á, mà không có một cổ phần nào trong tay á, không có một tí cổ phần nào trong tay á, thì chắc chắn á, là mồ mã bị động. Mồ mã bị động. Về mà xin đi, về xin tổ tiên ông bà đi, đúng không? Về đi xem lại sao mồ mã tổ tiên sao mà nhìn thấy cái cơ hội tốt như thế này, hết rủi ro như thế này, thương mại toàn cầu rồi, có 11 công ty con, có 10 công ty con ra đời rồi mà họ cũng là gì, thương mại hết rồi, họ tiến ra thị trường rồi mà vẫn không có một cổ phần nào, cho dù biết cái, nói đến cái tập đoàn Skyway, nói đến tập đoàn là UST, họ biết rất lâu rồi. Có nhiều người còn biết trước mình nữa kia. Có nhiều người biết là năm 2017-18 rồi kia, mình mới biết năm 2019 đây thôi. Mà đến giờ này người ta vẫn chưa có một cổ phần nào. Vì vậy là Vũ nói những cái con người như thế này đừng có đợi, mà phải xem lại mồ mã tổ tiên nhà mình có động không. Chứ nếu mà không động thì làm sao mà biết lâu như thế mà lại không có sở hữu cho mình một tí cổ phần nào. Đấy. Vì vậy là nên những cái con người này đừng có cố chấp nữa. Đừng có đợi chúng tôi thành công nữa. Đừng có đợi là công an, bộ công an á, là nó làm ra ngô ra khoai. Bay vào nghiên cứu đi. Đúng không? Cuộc đời mình là do mình quyết định. Chỉ cần các bạn tập trung 1 đến 2 tiếng đồng hồ thì các bạn sẽ có một cuộc đời ngoại hạng. Sẽ có một cuộc đời ngoại hạng. Chờ làm gì? Đúng không? Và công ty của chúng tôi cũng đã cảnh báo. Có nghĩa đã cảnh báo VTV. Năm 2019. Năm 2019. Là tài chính. Cái kênh mà là tài chính 24. Đúng không ạ? Cái kênh tài chính. Họ cũng cảnh báo. 4 ngày liên tục. Năm 2019 họ cảnh báo. Mà tại sao? Họ càng cảnh báo thì các anh chị em đầu tư họ càng đầu tư nhiều. Họ đầu tư cho bỏ ghét thôi. Đúng không? Đầu tư cho bỏ ghét. Tại vì hồi xưa đến giờ VTV, đúng không? Mấy cái lần biên tập đó, nó đâu có phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp đâu. Nó là những người đi làm thuê. Đúng không ạ? Nó là những người đi làm thuê. Nó là ở cái vế là cái ô số 1 của Kim Tứ Đồ. Đúng không ạ? Mấy bọn nó đi làm thuê nó biết cái gì? 85% dân số nó nằm ở đó. Mà mấy cái bọn phóng viên nhà báo là nó nằm cái vế đó đấy. Đấy. Nằm cái vế gọi là bên trái Kim Tứ Đồ. Là trên 90% dân số thế giới nó nằm ở bên trái. Nhưng thu nhập của nó chỉ có cái gì? Những cái đồng bạc lẻ thôi. Không thể làm giàu được cái vế đó. Đúng không ạ? Mà các anh chị em nếu nghiên cứu Kim Tứ Đồ thì thừa biết cái vấn đề này. Còn bây giờ mấy bọn đó mà có vào cái live stream này xem á, thì mấy bọn đó không hiểu đâu. Vì sao? Vì cái thái độ của nó đó, vì mô mã nhà nó bị động. Đúng không ạ? Mô mã nhà nó bị động. Chắc luôn. Những anh chị em nào đang xem live stream này, nghiên cứu, đang nghiên cứu, mà cứ nhớm nhớm vào lại bị biến cố, nhớm nhớm góp vốn sở hữu cổ phần lại bị biến cố, thì Vũ khuyên là về nha, xem lại mồ mã tổ tiên coi thử có bị động không, chứ nếu không á thì làm sao mà nó ngăn cản mình như thế đó. Về coi lại đó, tổ tiên của trách ấy, tổ tiên của trách ấy. Đó, họ che mắt lại, họ che mắt bịt tai lại đó. Vũ nói thật ấy. Vũ nói thật đấy, đùa đâu, chứ không đùa đâu nha. Đây là không mê tín,
Đây không ai tin. Nhưng cái này là có đấy. À, Vũ hiện tại bây giờ là cũng đã đầu tư gần 4 năm, đúng không ạ? Còn mấy tháng nữa thôi, đến tháng 3, ngày 26 tháng 3 năm sau là Vũ tròn 4 năm đã góp vốn cùng ngài Unikin. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải rèn luyện. Đó, rèn luyện. Và một câu nó đơn giản, đúng không? Một câu đơn giản thôi, nhưng mà nó quyết định sự thành bại đó. Nó quyết định được cuộc đời chúng ta đấy. Họ kêu cọp chết để ra, người chết để tiến. Tiền ít chết chúng ta đem đi không được đâu. Quan trọng nhất là chúng ta để lại cái gì cho đời, mà nhất là để lại cái gì cho con cháu, đúng không ạ? Để lại cái gì? Mình để lại là để lại con đường, đúng không? Chứ giờ mình để lại cho nó tiền, giờ là ai cũng biết là đừng cho cái con cá mà hãy cho cái cần câu. Đó, vậy thì giờ hiện tại chúng ta đã bươn ra ngoài xã hội bao nhiêu năm rồi, chúng ta có đạt được cái kỳ vọng của chúng ta mong muốn không? Và lý do vì sao, đúng không ạ? Họ kêu sự lựa chọn, sự cố gắng. Sự lựa chọn, sự cố gắng, đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn đi làm thuê, chúng ta tự lựa chọn, tự làm chủ, thì cái kết quả nó tới đó thôi. Làm sao hơn được? Làm sao hơn được? Không bao giờ hơn được. Cái sự lựa chọn hơn sự cố gắng, đúng không ạ? Như hồi xưa đây, như hồi xưa cha mẹ nói, mẹ sao mày mà không lo học, sau này đi làm thuê đó con ạ. Mày mà không lo học, sau này cạp đất mà ăn, đúng không? Mày mà không học giỏi, sau này đi chăn bò, ở nhà chăn bò. Vậy thì mình tư duy một tí, mấy cái thằng học giỏi đấy, giờ là có đi làm thuê không? Mấy thằng học giỏi thì tỷ lệ đi làm thuê hết 95%. Hơn đấy, nhưng mà Vũ nói tới đó thôi. Mấy thằng học giỏi là mấy cái thằng đi làm thuê, và nó không làm giàu được, nó chỉ trung bình thôi, đủ sống thôi, ổn định thôi. Tự vì nó học quá giỏi, nó chỉ tập trung vào việc học thôi. Còn cái kỹ năng mềm, đúng không? Kỹ năng mềm, mối quan hệ, thái độ, tất cả mọi cái vứt hết. Học giỏi mà kiêu ngạo, thì vấn đề là kiêu ngạo là nó ở thái độ, đúng không? Học giỏi mà đấy, ta có quyền. Nhưng mà vì những thằng học giỏi là những cái thằng gì được học bổng và được công ty đặt hàng trước đấy, nó cho tài trợ cho đi học. Nghe cái vấn đề tài trợ thì ghê lắm. Nhưng mà cái gì, cuộc đời của nó là hình thành ngay cái lúc đó luôn. Đấy, trong nguy có cơ, nhưng trong cơ cũng có nguy. Đó, trong cơ hội cũng có nguy cơ. Tại vì sao? Anh học quá giỏi, người ta tài trợ cho anh đi học thì anh buộc phải về phục vụ cho người ta, đúng không ạ? Thì đó là cơ hội, đó rất là tốt. Nghe thì thoạt đầu đó là nghe đã lắm, êm tai không, sung sướng không, về mở tiệc ăn mừng, đúng không ạ? Đi đâu cũng khoe. Nhưng mà đâu có biết được rằng cái số phận của những con người đó đã được ấn định ngay lúc đó. Giờ chúng ta không cần phải đi bói nữa, tại vì cái kiếp đi làm thuê mà ngửa tay nhận lương người khác, đúng không ạ? Ví dụ như giờ mình coi cái chương trình là Cơ Hội Cho Ai đấy, mấy đứa nó giỏi xuất sắc nhưng lương cũng 20-30 triệu, 40-50 triệu, 50 triệu đổ lại, đúng không ạ? Mà cho dù 100 triệu đi nữa thì một năm kiếm được 1.2 tỷ, 10 năm mới được là 500.000 đô, 12 tỷ, đúng không? 100 năm mới được 120 tỷ thì cũng chẳng làm gì, đúng không? 100 năm mà lạm phát nữa thì cũng chưa gọi là giàu. Nhưng mà họ là nằm trong top 5% dân số Việt Nam giàu nhất rồi. Ai có tài sản 2,8 tỷ đô, 2,8 tỷ đồng là người giàu, nằm trong top 5 của Việt Nam. Vì vậy các anh chị đừng có tin tưởng, đừng có tin tưởng. Rất nhiều người ở trên mạng ấy, đúng không ạ, ra vẽ ta đây lắm. Nhưng mà gì, mình chỉ theo con số thống kê, 100 triệu dân của Việt Nam chỉ có 5%
có cái tài sản 2,8 tỷ thôi. 2,8 tỷ thôi là họ đã nằm trong top 5 giàu có. Nghe thì nằm trong top 5 giàu có mà có tài sản có 2,8 tỷ. 2,8 tỷ một biến cố thôi là xong, đúng không ạ? Trong nhà chỉ có người bị biến cố ung thư, cái 2,8 tỷ đó không đủ tiền viện, đúng không ạ? Họ là 28 triệu đô, 28 tỷ đô thì mới gọi là giàu. Còn Việt Nam mình chỉ cần 2,8 tỷ, chưa được 3 tỷ là đã nằm trong top 5. Đó, vì vậy đừng có nói dốc nói phét. 100 người Vũ gặp thì chỉ có 5 người, đúng không? 5% mà, chỉ có 5 người đạt những cái mức này thôi. Còn đi xe bóng loáng, áo vest, cà vạt, giày lóng bóng thì đó là bề ngoài. Quan trọng quan trọng là có tiền không? Hay là ngồi nhậu rồi trừng mắt lên đến khi mà thanh toán tiền là đưa mắt nhìn nhau, nó kỳ kỳ, đúng không? Người giàu là kỳ, đúng không? Nhậu nhẹt có vài ba triệu bạc thôi, đưa mắt nhìn nhau rồi giàu là kỳ. Vì vậy là cố gắng, đừng có đợi nè. Chúng ta đừng có đợi biến cố, chúng ta phải thay đổi. Chúng ta thay đổi bằng tầm nhìn, bằng trí tuệ. Chứ đừng có bao giờ chờ đến biến cố thì chúng ta mới thay đổi. Cái đó nên nhớ. Và nhớ lại một câu của Steve Jobs là gì? Khi chúng ta thức dậy, hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Hôm nay là ngày cuối cùng. Phải tập. Và ngày nào cũng phải nói câu đó. Ngày nào cũng nói câu đó. Thì trong vòng một tuần thôi, chứ chưa nói là cả một tháng hay là một năm, trong vòng một tuần thôi thì các bạn mới biết được ý nghĩa của cuộc đời này. Hôm nay là ngày cuối cùng. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mà mình làm gì. Đó. Tuyệt vời lắm. Chứ đừng có đợi đến khi mà nằm trên giường rồi, đúng không? Chia tay để về cõi vĩnh hằng rồi thì lúc đó chúng ta mới hỏi, nó muộn rồi. Ngày nào chúng ta phải hỏi, ngày nào chúng ta phải hỏi câu này. Đó. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì mình sẽ làm gì? Thì lúc đó mỗi ngày trôi qua là chúng ta có một cuộc sống, có một ngày ý nghĩa. Và chúng ta không ăn hận gì, đúng không ạ? Chúng ta không ăn hận gì. Giờ là có 46 anh chị em đang xem livestream của Vũ. Cảm ơn rất nhiều. Ô, chào chị Cúc nha. Lâu ngày quá chị em mình không nói chuyện với nhau nha. Chị Cúc dạo này quên thằng em rồi. Ôi, rất nhiều người đang xem live. Chào Nguyễn Trinh nè, chào anh Hùng nè, chào Lê Cương, chào Nguyễn Diệu, chào Thanh Lê, chào Trung Lai. Cái ông Trung Lai này tôi nói ông biết, ông ra ông làm, ông thay cái điện thoại, ông làm như thế nào, ông lập Facebook như thế nào để tên tuổi đàng hoàng đó. Thấy ông anh họ tôi không? Trịnh Thiết đó, Trịnh Thiết đàng hoàng đấy chưa? Úc Loan, chào Tích Lương Anh, chào Nguyễn Diệu, chào Vicky Lê, chào Lý Minh Trung. Lý Minh Trung này là có hỏi nhưng mà anh đã đồng ý kết bạn Facebook với em rồi, thì em vào cái trang Facebook của anh ấy thì có cái liên kết nha, có liên kết các công ty, cái đường link liên kết đó, anh để trên trang Facebook á, thì em copy cái đó về em lưu vào máy là được nhá. Có rất nhiều cái trang anh liên kết trên đó, quên. Chào Thu May Mắn, chào Thắng Thương Gia, Phi Thương Bắc Phú, chào Phạm Lan, chào Nông Phượng, chào anh Hùng nha. Anh Hùng ơi, cuối tuần này anh Lực với anh Cuộc là kêu ra Đà Nẵng chơi, ra Đà Nẵng thăm thằng em, mà gọi liên lạc cho anh không được. Thì anh Cuộc ngày hôm qua có gọi cho em, kêu nhắn lại, gọi lại cho anh Hùng là nói anh Hùng tiếng.
Ba anh là mấy bữa là lên Đắk Minh là thăm thằng em rồi, nhưng mà 2 năm rồi. Giờ là ba anh là em ra Đà Nẵng, thì giờ là đang lên kế hoạch là cuối tuần này là ra em đấy. Anh Hùng gọi lại cho anh Cuộc nhá, để biết lịch ra nhá, ra chơi. Rồi chào Hải Nam, chào Huỳnh Mừng, chào Phương Phạm, chào Sơn Liêm, chào Phương Trần, chào ngày mai tươi sáng. Cái tên hay nhỉ. Tại sao không tươi sáng ngày hôm nay luôn đi mà ngày mai hả? Mà phải là ngày mai, tại sao là không phải là ngày hôm nay? Con người chúng ta là hay đó. Đây là cũng liên quan đến chữ đợi này. Đợi ngày mai mới tươi sáng. Tại sao không tươi sáng ngày hôm nay luôn mà phải đợi ngày mai tươi sáng? Ngay cái câu này rồi thì cũng đã ảnh hưởng rất lớn. Họ kêu nghĩ gì trong đầu ắt có trong tay nè. Nên ai có cái tên là ngày mai tươi sáng thì Vũ khuyên là nói ngày nay tươi sáng, hôm nay tươi sáng, chứ đừng có nói ngày mai. Ngày mai là ở cái thì qua, thì tương lai. Vậy thì chúng ta có ba thì: thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai. Quá khứ thì qua rồi, không quay lại được. Tương lai thì chưa tới, đúng không ạ? Chúng ta nên sống ngay hiện tại, ngay bây giờ. Hiện tại ngay bây giờ. Quá khứ thì qua rồi, đúng không? Ngày mai thì chưa tới. Vì vậy là Vũ tâm đắc với câu Tê Bình Giáp là vậy đó. Hôm nay là ngày cuối cùng. Thì chúng ta làm gì? Hôm nay, đừng có nói ngày mai nữa. Đó, rất nhiều ngày mai rồi. Rất nhiều ngày mai rồi. Rất nhiều ngày mai, rất nhiều là những cái lời hứa như thế rồi. Và đó là cái con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại. Dẫn đến thất bại là cái chờ đợi, chờ ngày mai. Đúng không? Đó, góp ý cho ngày mai tươi sáng là sửa đổi lại là hôm nay tươi sáng luôn nha. Chào Dương Lê. Ô, chào bạn Vít. Chào Ivot. Đây là một người bạn mà rất là thân, rất là thân của Vũ. Vũ nhớ hoài cái hồi mà Vũ đi lên thành phố Buôn Ma Thuột để mà ôn thi đại học, thì vô tình lại gặp bạn. Bạn cũng đi gọi là ôn thi đại học, nhưng bạn học y, nhưng mình học nông. Nhưng mà hai thằng là đến giờ này là Yvit là lớn hơn mình 2 tuổi, sinh năm 77, nhưng mà cùng khóa, vì vậy là cứ gọi mày tao, đúng không? Gọi mày tao thôi. Và từ cái ngày gặp nhau đến giờ này thì Vũ có một cái người bạn tuyệt vời, có nghĩa là chơi trước sau 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 vậy, đến giờ này luôn, đến giờ này luôn, đúng không bạn biết đấy. Rất cảm ơn bạn. Và khi mình đầu tư thì bạn cũng không tìm hiểu nhiều, đã bạn bè chơi với nhau, đã là chí cốt, nó cơ hội này ok đầu tư vậy thôi, cũng không hỏi nhiều. Cũng không hỏi nhiều, nhưng mà chịu khó nghiên cứu, chịu khó đọc cái những bài mình đăng lắm. Chào Lê Phan này, Phạm Lan, Xuân Hương, Thanh Lam, Hà Nguyên, Linh Khánh. Ô, chào bạn Trịnh Quang nha. Đó, Trịnh Quang là Vũ cũng quen trên mạng thôi, nhưng bây giờ là anh em cùng họ với nhau rồi, cùng nhau đồng hành với tập đoàn. Và sau một cái thời gian ngắn, trong vòng 2 năm, thì Vũ rất là tự hào, tại vì bạn Quang thì cũng đã sở hữu là hơn 2 triệu cổ phần rồi, và sắp tới là cũng đang lên kế hoạch để nâng lên cái mức 5 triệu cổ phần. Đấy, cố gắng bạn Quang nha. Chào Nguyễn Hằng nha.
Rồi nhờ các anh chị em livestream như thế này, nhờ các anh chị em là thả tim rồi thả like rồi chia sẻ bài đó, đó là cái nguồn gọi là động viên đó, tiếp lửa tiếp năng lượng đó. Cảm ơn các anh chị em rất là nhiều, từ vì họ nói là gì, năng lượng đó, tạo ra năng lượng. Nếu chúng ta không có năng lượng thì chúng ta chẳng có gì cả, đúng không ạ? Năng lượng tạo ra năng lượng đấy. Vậy là đầu tư vào niềm tin rồi mới tìm hiểu. Niềm tin ấy, nó dựa vào cái gì? Vào kiến thức và trí tuệ và tầm nhìn, đúng không ạ? Nếu chúng ta không có kiến thức căn bản, đúng không ạ? Chúng ta không có trí tuệ, mà trí tuệ ở đâu ra? Trí tuệ là chúng ta học lý thuyết và chúng ta thực hành. Thì trong cái lúc mà chúng ta thực hành, chúng ta lao động đấy, thì nó mới tạo ra trí tuệ, nó mới sản sinh ra trí tuệ. Đấy. Chứ rất nhiều người là cứ đọc, cứ học thầy này, cứ lên lớp này, cứ nghĩ là mình có trí tuệ như chưa. Vũ hay nói đó, đọc sách hay học trên trường phải bươn ra thực hành. À, hai cái này cộng lại mới là kiến thức của mình, chứ không phải đọc cuốn sách là thành kiến thức của mình đâu. Bởi vì vậy là rất nhiều thằng thầy, Vũ nói cho rất nhiều thằng thầy, nó chỉ học thôi, học xong ở lại trường dạy, không có một tí nào gọi là kinh nghiệm thực tế, không có một tí nào luôn, thao thao bất tuyệt, cứ nghĩ mình là có trí tuệ. Nhưng phải, cái đó mới là lý thuyết. Lý thuyết mà anh không ứng dụng vào cuộc sống, anh chỉ học, thì đó mới là kiến thức của thằng khác, cái thằng mà viết sách ấy. Đó, chưa phải là trí tuệ. Đó, kiến thức cái khác. Đó, mình học được một kiến thức ở đâu đó, họ kêu là đi với ba thằng, thì trong đó có một thằng là thầy chúng ta, đúng không ạ? Chắc chắn có thằng, quan trọng là chúng ta nhìn ra hay không thôi. Đó, đúng không ạ? Và chúng ta có biết để sử dụng hay không thôi. Chúng ta muốn thành công thì phải có gì, năm chữ nhân mà, đúng không? Đó. Tiểu nhân cũng là thầy, đó là bậc thầy dạy chúng ta là tuyệt vời nhất, đúng không? Là cái thằng tiểu nhân. À, mà chúng ta quan trọng là chúng ta nhận diện không, chứ đừng có nghĩ là mấy cái thằng đại nhân thì nó mới giúp chúng ta thành công. À, đó chưa đâu, nó phải là kết hợp, đúng không? Ôi, gần 2 giờ rồi kìa, mình bữa hôm nay livestream muộn quá. Và 48 anh chị em đang đây nhá, thì chắc chắn là có rất là nhiều người không có cái thời gian để mà nghe hoặc là những cái cuộc phỏng vấn của từ ngài Unity. Ngài thì ngài nói rất là rõ, đúng không ạ? Nói từ năm 2020. Nhưng mà nếu mà các anh chị em á mà đầu tư mới đây thì cái mục tin tức này này nó đi qua mắt. Vì vậy là Vũ sẽ phát lại và mong các anh chị em tập trung lắng nghe từng lời từng chữ. Khi mà ngài nói, mà Vũ nghe cái cuộc phỏng vấn này năm 2020 á, thì Vũ nghe 3 lần. Vũ nghe 3 lần. Nghe đến 4 giờ sáng luôn. Mà lúc đó hai vợ chồng ngồi nghe nhé. Nghe xong bật lại, nghe lại, nghe lại, nghe lại. Nghe 3 lần như thế. Và hiện tại bây giờ thì Vũ cũng thường xuyên nghe lại. Đó. Nếu như chúng ta không dành ra 30 phút để chúng ta nghe ngài nói và chúng ta tư duy phân tích, thì chúng ta sẽ không hiểu về tập đoàn mình lắm đâu. À, vì vậy là Vũ sẽ mở lại cái video này 32 phút thôi, nhưng mà tuyệt vời lắm. Các anh chị em đang nghiên cứu, đang nghi ngờ hoặc là đang chờ UST thành công để đầu tư thì nên nghe cái video này. Tự vì chúng tôi đã thành công từ năm 2020 rồi, 19 rồi, 20 rồi, chứ không phải bây giờ.
chẳng qua mà là vì Covid. Đó, vì Covid các đối tác đó, như là những cái đối tác ví dụ cung cấp thép hay là cung cấp những cái nguyên liệu của, cho chúng tôi là bị ách tắc. Đúng, do Covid thì biết rồi, hàng hóa không thông thiên. Chứ không thì chúng tôi về đích lâu rồi, đúng không? Chúng tôi về đích lâu rồi, chứ không phải là đến giờ này cứ nói dòng nói dài như thế này. Nhưng mà vì Covid, một số đơn hàng bên đối tác họ chậm, không giao, thì làm sao chúng tôi có thể là thực hiện được hợp đồng. Vì vậy là Vũ sẽ mở lại cái video này cho các anh chị em mới, hoặc là đã đầu tư nhưng mà cũng chưa sắp xếp được thời gian để nghe cái video clip của ngài. Mà đến giờ này á, mà muốn nghe cái video clip này thì anh chị em phải mở lui lại. Bởi vì giờ chúng ta rất nhiều thông tin, lui lại các trang tìm rất là khó. Thì Vũ sẽ mở lại cho các anh chị em nghe nhá. À, ngày hôm qua thì có một người nhắn tin là hỏi là chúng ta là được định giá 400 tỷ, phát hành ra bao nhiêu, giữ lại bao nhiêu. Thì cái này là nó, cái này thì cái thông tin cơ bản. Đó, thông tin cơ bản thì tập đoàn của chúng ta là được Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga công nhận, và được cái đơn vị audit của Nga, có nghĩa là đơn vị kiểm toán hàng đầu của Nga, định giá năm 2023 là 400 tỷ 866 triệu 433 nghìn tỷ đô la. Dựa trên cơ sở đó thì tập đoàn phát hành ra từng đó cổ phần, và mỗi cổ phần đã được định giá 1 đô, tập đoàn giữ lại là 66,67%. Đó, gọi vốn trên toàn cầu theo hình thức crowdfunding là 33,33%. Và trong thời gian mà thực hiện dự án thì tập đoàn có điều chỉnh là chúng ta làm thêm một công viên thực nghiệm tại Sara, và mua một cái tòa nhà lại cái trung tâm thương mại tại thành phố Minsk, Belarus. Thì chúng ta điều chỉnh là gọi vốn thêm 2% nữa là 35%. À, 35% thì có 2% đó là nằm trong cái quỹ mà để cho những cái tổ chức cá nhân đầu tư lớn thêm từ đó nữa, để chúng ta làm thêm cái công viên thực nghiệm tại Sara và mua thêm một cái tòa nhà cao 9 tầng hơn 12.000 m2 để cho các là nhân viên của chúng ta quy về một mối và tránh cái sự thất thoát cũng như là tiết lộ bí mật công nghệ ra khó quản lý, đúng không ạ? Tập trung về hết để dễ quản lý cái việc đó. Thì chúng ta điều chỉnh lại một tí là gọi vốn thêm 2% nữa là 5%. Để Vũ tìm lại nha. Coi năm 20, đây là dựa trên cơ sở là các anh chị em coi năm 20, sau đó các anh chị em là coi năm 21 và năm 22 nhé. Năm 21 và sắp tới là năm 22 là đều có những cái cuộc phỏng vấn như thế này. Tập trung nhá, tập trung nghe nhá. Và đây tôi cho rằng đó là điều chính sẽ được thực hiện trong năm 2020. Hơn nữa điều đó sẽ được thực hiện không chỉ với một dự án mà có thể với không chỉ một quốc gia trên thế giới. Và đây là một công việc hết sức phức tạp, được thực hiện trong chế độ im lặng. Chúng ta có quá nhiều kẻ ác ý và đối thủ cạnh tranh vô đạo đức, những kẻ mà chúng ta đã vượt qua. Có một bài học phải mất cho nó vài năm. Nguyên nhân là sự cởi mở của chúng ta đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng với các dự án và công nghệ ở một loạt các quốc gia.
Ở ấy thì chúng ta đã kể nhiều, tất cả đều hiểu. Còn tình hình công việc tại quê hương Belarus của ông hiện như thế nào? Hiện, lấy chân có thuốc thì. Tôi có thể nói tại Belarus, bộ não và những lớp cơ chính của công nghệ tay quay đã được tạo ra, thành phần khoa học, kỹ thuật và sản xuất chính nhận của nó. Hết rồi. Chúng tôi rất hay gặp câu hỏi, tại sao phải cần kỹ sư nhiều như thế, đã có hơn 1.000 người rồi. Trên thực tế, số kỹ sư của chúng tôi rất ít, nói chung như một công ty, trên nền các tổ chức thủ cạnh tranh chính của chúng ta như Siemens, chúng ta trông như những chú lùn không hơn là bao. Tôi xin đưa ra một ví dụ đơn giản. Tôi là một kỹ sư đường sắt và trong thời kỳ Xô Viết tôi đã làm việc trong ngành đường sắt, ô tô và tại Belarus bây giờ người ta tiến vào xây dựng gần 350 km đường ô tô hàng năm. Giá gần 500 triệu đô, có thể nhỏ hơn một ít. Hơn thế, các tuyến đường đó là dạng thông thường, tiêu chuẩn và không chất lượng lắm. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Rất tiếc. Không, hiện giờ các tuyến đường tại Belarus đã trở nên tốt hơn nhiều. Không phải theo tất cả các hướng. Theo các hướng chính thì trở nên tốt hơn. Cần có tiền để làm điều đó. Vâng, như vậy các tuyến đường trị giá gần 500 triệu đô. Chúng chỉ được thiết kế bởi gần cái này vô đây được không nhỉ? Chuyên viên thiết kế. Được không nhỉ? Các anh chị em có nghe rõ không nhỉ? Nếu mà nghe rõ, có nghe rõ không nhỉ? Nghe không? Em bật lên có nghe không? Anh là chim á, có nghe không? Nghe chứ. Hả? Sao không nghe? Hiền có coi không? Có mà nó đâu rồi, nó mất luôn rồi. À, thì sao à? Cắm vào đấy thì sao mà nghe? Điểm chỉ về phần này. Sao nghe ta? Không dễ dàng thiết kế một tuyến đường. Nghe trực tiếp luôn chứ. Còn các tuyến đường của chúng ta giống như này và kia. À, nghe anh nói thôi. Chúng tôi rất hay gặp câu hỏi, tại sao phải cần kỹ sư nhiều như thế, đã có hơn 1.000 người rồi. Nghe rồi. Trong giờ anh rút ra, anh tưởng anh vô đây cái là anh trực tiếp luôn. Nhưng mà cuối cùng là không. Ủa nhờ, cắm vô đây được mà nghe thì đúng bài hả? Tôi xin đưa ra một ví dụ đơn giản. Tôi là một kỹ sư đường sắt và trong thời kỳ Xô Viết tôi đã làm việc trong ngành đường sắt, ô tô và tại Belarus bây giờ người ta thiết kế và xây dựng gần 350 km đường ô tô hàng năm. Giá gần 500 triệu đô, có thể nhỏ hơn một ít. Hơn thế, các tuyến đường đó là dạng thông thường, tiêu chuẩn và không chất lượng lắm. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Rất tiếc. Không, hiện giờ các tuyến đường tại Belarus đã trở nên tốt hơn nhiều. Không phải theo tất cả các hướng. Theo các hướng chính thì trở nên tốt hơn. Cần có tiền để làm điều đó. Vâng, như vậy các tuyến đường trị giá gần 500 triệu đô, chúng chỉ được thiết kế bởi gần 2.000 kỹ sư, chuyên viên thiết kế. À, anh em có nghe không ạ? Có nghe không? Khi mà chúng ta nghe là chúng ta phải phân tích này. Đúng không ạ? Một tuyến đường 500 triệu đô mà cần đến 2.000 kỹ sư thiết kế. Nha. Một tuyến đường thôi mà chúng ta là có 10 công ty con và rất nhiều sản phẩm đã ra đời mà công ty của chúng ta có 1.000. Có nhiều người là kêu 1.000 sao nhiều thế, đúng không ạ? Nhưng mà ngài dẫn chứng này. Một tuyến đường làm 500 triệu đô tại Belarus cần đến 2.000 kỹ sư. Mà cái đường đó là gì? Công nghệ nó cũ rít rồi, đúng không ạ? Chứ nó không phải là mới tanh như mình. Mình là đang làm một cuộc cách mạng mà chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Rồi nghe tiếp nha. Nghe mà chúng ta phải phân tích để chúng ta có cái
cái cơ sở dữ liệu để chúng ta biết được và chúng ta phân tích với khách hàng. Trong số họ có gần 1.000 người thuộc Benji Prudo và đâu đó khoảng 100 người tại các chi nhánh của Benji Prudo được thành lập ở mỗi trung tâm hành chính tỉnh. Còn có cả Bendo NII nữa, đó là một tổ chức khoa học, viện nghiên cứu khoa học chuyên về đường nhựa. Nghiên cứu xem làm đường như thế nào, dày bao nhiêu, cần những thành phần gì và các giải nhựa, độ kháng giá rét, độ bền, vân vân. Như vậy ở đó có 200 người làm việc chỉ về phần này. Điều đó nói lên rằng không dễ dàng để thiết kế một tuyến đường. Còn các tuyến đường của chúng ta thì không đơn giản hơn, chúng phức tạp hơn nhiều. Mỗi cột trụ cần được đưa vào với tính toán tới móng, tới địa hình khu vực, cần vạch tuyến, hơn thế cần đưa ra vài phương án. Tiến hành mọi thủ tục thông qua, tiến hành tuyến dự án, thông qua và đặt các nhà ga, depo, ga tàu, toàn bộ hạ tầng, đảm bảo kết nối và nhiều điều nữa cần được thực hiện. Trên các tuyến đường ô tô thì không có toàn bộ kết hợp ấy. Nhưng ngoài thiết kế các tuyến đường thì còn phải xây dựng chúng nữa. Chúng ta cần xây dựng và chúng ta đang xây dựng. Như vậy chỉ với một xí nghiệp xây dựng giao thông số 2 tại thành phố Homel, nơi tôi đã làm kỹ sư trưởng, đã có hơn 1.000 người làm việc. Và đã có như vậy là 7 khu vực xây dựng giao thông, tại đó đã xây dựng các tuyến đường ô tô. Nhưng vẫn còn cần xây dựng và thiết kế các cây cầu, nút giao thông, đường dẫn, cầu cạn, công trình thoát nước và nhiều thứ khác, cần những chuyên gia khác tham gia. Mà những tuyến đường không ấy thì không ai cần. Trên đó sau này có các ô tô đi lại, những loại khác nhau, ô tô tải hàng, ô tô chở khách. Hãy tưởng tượng cần bao nhiêu người, bao nhiêu nhà thiết kế, kỹ sư để thiết kế các ô tô ấy, còn sau đó là chế tạo chúng. Mà chúng ta cũng cần làm điều đó, thiết kế, chế tạo thành phần di chuyển mà chúng ta cũng đang làm. Và như vậy, nếu có mọi thứ lại hóa ra đối với một ngành kinh doanh đường xá vận tải, khoảng 500 triệu đô trên năm, cần ít nhất 10.000 người. 10.000 người nhá. Chúng ta đang tạo ra một ngành vận tải thực sự chứ không phải ảo, có bê tông, cốt thép, kim loại, vật liệu tổng hợp, các công việc đào đắp vân vân. Và tại đây không nên nhầm lẫn Skyway với các công nghệ IT ảo, với những công ty như Apple, Microsoft, Facebook, các trò chơi điện tử. Các trò chơi điện tử nơi mà có thể mua được chục máy tính sách tay, lập văn phòng đâu đó ở một vùng quê và sau vài năm tạo ra một việc kinh doanh tỷ đô, ở đó thì có thể, ở đó mọi thứ đều là ảo. Nhưng nếu các kỹ sư hay nhà thiết kế của họ mỗi ngày đào những cái hố, đổ móng, đặt trụ, thiết kế và chế tạo thành phần di chuyển, hạ tầng, hệ thống điều khiển tự động, các di chuyển, cô, vân vân, thì tôi không biết họ có tạo nên trò chơi của mình được không nữa. Gì đó vậy? Gì mà nhấp chuột thôi mà rầm rầm thế? Nhấp chuột thì mà mạnh tôi thế. Tôi đã tạo ra được một trường phái kỹ thuật mạnh nhất tại Belarus, một trường phái am hiểu và một đội ngũ sáng tạo như của chúng tôi. Không có điều tương tự tại những nơi khổng lồ ngành ô tô như Mars, nhà máy ô tô Minsk, AZ, nhà máy ô tô Belarus, nơi có những chiếc xe tải 100 tấn hay 300 tấn. Đội ngũ của chúng ta còn nghiêm chỉnh hơn nha. Đó, nghe á, nghe nha. Đội ngũ của chúng ta là nghiêm chỉnh hơn ba cái công ty này, đúng không ạ? Nghiêm chỉnh hơn nữa. Nó khủng khiếp lắm. Tôi phải ghi nhận rằng khi làm việc tại nước ngoài, tôi đã hiểu rằng điều gì là quan trọng đối với những ai tiếp nhận các quyết định về các dự án cụ thể, các ngân hàng. Для тех, кто принимает решения,
Vậy nó là gì nếu không phải bí mật? Quan trọng hơn là tiềm lực con người, tài sản nhân lực. Người ta nói tài sản sản xuất, tài sản đất đai, tài sản tài chính. Còn quan trọng hơn cho chúng đó là nguồn nhân lực, tài sản trí tuệ. Không có một đội ngũ am hiểu và được đào tạo của những kỹ sư kinh nghiệm có học vấn và các chuyên gia tốt của chúng tôi sẽ khó lòng có thể làm việc ở nước ngoài. Tạo ra một đội ngũ mạnh như vậy không đơn giản như nhiều người nghĩ. Trong vài năm ấy, hơn 300 người đã bị sa thải. Vì lý do nào đó, họ đã không gia nhập được vào đội ngũ của chúng tôi. Ai đó thì thiết kế tồi, ai đó đơn giản và không phải là người tốt, gây ra nhiều thiệt hại hơn là lợi ích. Ai đó đi tới chỉ đơn giản vì thu nhập cao, ai đó không muốn làm việc mà chỉ tỏ ra như vậy. Có nhiều nguyên nhân khác nhau và không nên quên thêm cả điều cùng lúc ấy đã có lúc không ai muốn tới làm với chúng tôi. Mặc cho mọi vấn đề ấy, tại Unisky String Technology tới nay đã được đầu tư gần 75 triệu đô, đó là khoản đầu tư từ các nhà đầu tư của chúng ta. Nó có 75 triệu đô thôi, nhưng mà ngài làm được rất rất nhiều việc, đúng không ạ? Chứ không phải như Tesla nó gọi vốn đến 1,3 tỷ đô đâu. Và đây theo con số ấy, theo vốn điều lệ được hình thành, được thanh toán bằng ngoại tệ, chúng tôi vượt nhiều khổng lồ ô tô đang sản xuất cỗ xe rất mạnh mẽ, trở nên được nổi tiếng toàn thế giới như nhà máy kéo Nguyên. Такого автогиганта, проводящего очень мощную скоростную технику, те же радиоковозы, известные всему миру. Những cố gắng của những kẻ xấu bụng viết những tố cáo với mọi cấp chính quyền và buộc tội chúng ta về việc như thể chúng ta là đa cấp tài chính, lừa đảo, luôn chịu thất bại và sẽ chịu tiếp thất bại. Đó là những người không thông minh lắm, tôi đưa vào dạng thiểu năng trí tuệ. Thiểu năng trí tuệ. Đó, thằng Nguyễn với thằng Nhân Trần ấy. Mày nghe chưa? Mấy bọn mày là thiểu năng trí tuệ. Cái bọn báo bẩn nè, cái bọn đài truyền hình lệch chuẩn nè. Đó là mấy cái bọn là thiểu năng trí tuệ. Đó là một bậc vĩ nhân họ họ phán xét đấy. Vì thế, mọi lỗi lầm và vi phạm pháp luật là từ phía các nhà kinh doanh. Và đây là cái đường link. Đó, Vũ dán lên nhá. Đây là đường link nè. Vũ dán lên đây để cho các anh chị em cố gắng nghe đi nghe lại cái video clip này nha. Đây là cái kênh YouTube của Vũ đấy. Và cố gắng đăng ký xem xong rồi nhớ like cho một like nha. Tôi có thể nói gì về điều đó? Chó cứ sủa là người cứ đi. Chính xác hơn là người đã đi mất rồi. Nghe chưa? Nghe ngài nói chưa? Có nghĩa là chó cứ sủa, đoàn người cứ đi. Nhưng mà đoàn người đi xa lắm rồi, đúng không ạ? Đi lâu rồi mà nó cứ sủa là sao nhỉ? Đây nghe nói lại nha, câu này này. Tôi có thể nói gì về điều đó? Chó cứ sủa là người cứ đi. Chính xác hơn là người đã đi mất rồi. Đó, chính xác hơn là đoàn người đã đi mất rồi, đúng không ạ? Cái này á, là do phiên dịch thôi nhá. Cái này là 2 tỷ đô la. Cái nguồn nhân lực của chúng ta là trị giá hơn 2 tỷ đô, chứ không phải là 2 triệu đô đâu nhá. Billion này. Thì cái này á, là 2 tỷ đô nhá, chứ không phải 2 triệu đâu. Là cái nguồn nhân lực, riêng nguồn nhân lực của chúng ta trị giá là 2 tỷ đô rồi. Và ai không tin để tự làm điều đó, có thể họ sẽ nhận được điều gì đó tương tự. Có thể nói rằng lịch sử phát triển kỹ thuật không có những điều tương tự, và trong mọi tương tự lịch sử chúng ta có vẻ vượt trội hơn nhiều nếu đưa ra trường hợp tương tự một cách am hiểu, so sánh ngành với ngành.
Chúng ta chỉ có các ban thiết kế bộ phận hòa phòng, các đơn vị cấu trúc tương đương, nơi làm việc của các chuyên gia trình độ cao, trí thức cao, theo hàng chục chuyên ngành, nếu không phải là theo hàng trăm chuyên ngành thì cũng hơn 50. Интеллектуальные специалисты по десяткам специальностей, если не по сотне специальностей. Вот таких подразделений больше 50. Chính họ, những chuyên gia của chúng tôi đang tạo ra xe điện Unibus, Unicar, Unibike, Unicode, Unilayos, Unilight, và mỗi loại trong đó thì phức tạp và hiệu suất cao hơn máy bay. Nó hiệu suất cao hơn cả máy bay nhá. Cần thiết kế chúng, thiết kế từng chi tiết một. Nếu thậm chí một chi tiết được làm không đúng thì nó sẽ không chạy được hoặc sẽ rơi. Chính các chuyên gia ấy đang tạo ra các cầu vượt đổi mới độc đáo và các cấu trúc dẫn đường dạng linh hoạt, bán linh hoạt, dạng cứng, bán cứng. Chúng phức tạp và hiệu quả hơn so với những cây cầu kiểu dầm, dây văng, cầu treo. Chính họ đang tạo ra hạ tầng đổi mới cho mọi hướng, các trạm dừng, nhà ga, terminal, depot, các di chuyển, các hệ thống cung cấp năng lượng, liên lạc và nhiều điều khác. Chính họ đang tạo ra thành phần di chuyển thông minh, được trang bị hệ thống điều khiển thông minh. Nó hoạt động trong chế độ tự động, không cần con người tham gia, dùng công nghệ blockchain bảo mật, sẽ điều khiển không chỉ các đường vận tải mà còn toàn bộ hạ tầng cấp 2 được đưa vào các đô thị tuyến tính thông minh. Theo đánh giá của tôi, trong thế kỷ 21 trên hành tinh sẽ phải được xây dựng không ít hơn 20 triệu km các tuyến đường theo công nghệ đường dây. Hãy tưởng tượng có bao nhiêu thành phần di chuyển sẽ đi trên các tuyến đường ấy. Hãy tưởng tượng hạ tầng sẽ phức tạp như thế nào. Và điều đó phải hoạt động trong chế độ tự động hoàn toàn. Và chính vì thế chúng tôi sử dụng công nghệ blockchain. Anatoly Erudovich, mặc dù sự phát triển cuối cùng trực tiếp của công nghệ tại Belarus khi chỉ còn đặt quả cherry lên trên bánh gato, tức là xây dựng vận tải cao tốc Skyway, chúng ta đã bị từ chối cấp đất cần thiết để xây dựng. Tôi có thể nói rằng đó là giải đất dài 21 km. Vâng, một giải đất chúng ta phải tìm kiếm nó ở phương án khác. Tuy nhiên, các bạn đã để lại đây những đơn vị chính về phát triển công nghệ. Đối với tôi thì điều đó có nguyên nhân, tôi gọi đó là lòng yêu nước vì đó là tổ quốc của ông. Tuy nhiên, dù sao vẫn rất mong được biết điều gì đang diễn ra tại khu vực mới. Xin hãy cho biết tình hình công việc xây dựng Skyway tại UAE như thế nào. Tôi muốn nói thêm một chút về điều mà anh vừa nói. Tôi không chỉ là một người yêu nước. Tôi hiểu rằng chính trên mảnh đất này tại Belarus, chúng ta sẽ làm được điều mà chúng tôi có thể làm trên mảnh đất tổ quốc của mình, chứ không phải ở nước ngoài nào đó. Tại đây chúng tôi nói cùng một ngôn ngữ với các nhà thiết kế, kỹ sư, các nhà khoa học. Chúng tôi xuất phát từ cùng một môi trường xã hội. Chúng tôi giống nhau nói chung. Chúng tôi đi ra từ Liên Xô, nơi tôi đã nhận được nền giáo dục rất tốt, những kinh nghiệm, kỹ năng, thành phần kỹ thuật, khoa học, kết cấu, thiết kế vân vân đã từng hiện có và sẽ có ở Belarus. Конструкторы, проекты и так далее были, есть и будут.
Thành phần ấy đã không và sẽ không đi đâu cả, chỉ có phần khác ra đi, thành phần trình diễn gọi là solo. Mọi người sẽ tới đó một cách săn đón và tích cực hơn, tại đó sẽ sớm diễn ra Expo 2020. Khi biết mọi thứ ấy, tôi đã đưa vào những nỗ lực nhất định và chúng tôi đã được cấp một khu đất tại Sơn La rộng 28 hectare. Tại đó chúng tôi đã xây dựng khu thử nghiệm đầu tiên dài 400 m và đã thử nghiệm và sẽ sớm thử nghiệm liên thang nhiệt đới hóa. Vậy 400 m có đủ không? Tại đây trên quãng đường 800 m chúng ta đã đạt vận tốc 102-103 km/h. Vâng, tại Sơn La chúng tôi xây dựng thêm hai khu thử nghiệm nữa, đó là khu vực Technopark của trường đại học American University of Sơn La. Tại đó có gần 50.000 sinh viên học, nhiều hơn 2 lần so với Đại học Quốc gia Belarus. Tiềm năng để phát triển tư duy khoa học Skyway. Vâng, chúng tôi muốn tạo ra tại đó một cơ sở đào tạo bậc cao của mình, một viện Skyway nơi sẽ đào tạo các chuyên gia. Nói chúng ta là có một viện luôn nhá, để đào tạo đấy. Chúng ta là một đơn vị khoa học nữa, chứ không phải là đơn vị kinh doanh đơn thuần nhá. Trên diện tích của đại học ấy, chúng tôi đang xây dựng, đã dựng lên 3 trụ đầu tiên và thêm 2 khu chiều dài 2,5 km nữa. Hơn nữa, các cầu vượt trên các khu vực ấy đã được thiết kế cho thành phần di chuyển hạng nặng. Tại đây chúng ta có những chiếc xe nặng hơn chục tấn di chuyển. Tại đây những tuyến đường hạng nhẹ sẽ không dùng được, nó sẽ bị phá hủy dưới sức nặng đó. Vì thế tại đây cần phải làm một cách vững chãi hơn. Và tuyến đường ngắn chúng tôi không thể có vận tốc cao được. Và thêm nữa, không đã là quá khứ cùng các khu thử nghiệm ấy từ quá khứ đã phát triển lên. Và vì tại đó sẽ di chuyển các phương tiện hạng nặng và có các đoàn tàu chở khách tới 300 người. Đấy, vậy thì cái vấn đề là khi chúng ta đầu tư, đúng không? Mà chúng ta cập nhật thông tin từ tập đoàn thì chúng ta là thấy gì? Chúng ta đi quá nhanh, đúng không? Đây là cái phỏng vấn của gọi là phỏng vấn trực tiếp ngài chủ tịch từ năm 2020. Vậy thì năm 19 là vụ đi qua, mà năm 2019 là chúng ta mới bắt đầu xây dựng cái khu thực nghiệm tại Sara. Nhưng đến giờ này chúng ta đã lấy giấy chứng nhận đạt chuẩn và tiến ra thị trường. Nhanh không ạ? Nó quá nhanh, đúng không ạ? Và khi chúng ta bỏ ra thời gian nghiên cứu nghiêm túc thì chúng ta thấy được cái lượng công việc của chúng ta là rất rất khổng lồ, chứ không phải là đơn thuần á là ngài kéo cái sợi dây ra úp cái máng lên, đúng không, là đi gọi vốn. Đó là những cái luận điệu, đúng không, chống phá kìm hãm cái sự phát triển của tập đoàn chúng ta. Chúng ta phải tỉnh táo. Nếu như chúng ta không có đủ kiến thức thì chúng ta giải thích với người nhà mình thôi thì cũng không xong rồi, đúng không ạ? Chứ đừng có nói là đi quảng bá công nghệ của chúng ta rồi đi làm đối tác tốt đó. Vì vậy là khi các anh chị em đã là cổ đông của tập đoàn thì chúng ta cố gắng dành thời gian nghiêm túc để nghiên cứu. Cái này là không có hết trong văn phòng cá nhân. Và trong văn phòng cá nhân Vũ hay nói là gì? Ai mà sử dụng nhuần nhuyễn văn phòng cá nhân thì chúng ta rất tự tin, cực kỳ tự tin. Và khi chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta gì mới không bỏ qua cái cơ hội này. Không bỏ qua cơ hội này. Tại vì sao? Nếu biết đến tập đoàn OT nha, mà không sở hữu cho mình được nhiều, không được 1 triệu thì đời quá đen, đúng không? Đó. Giống như là kêu là mình hay nói là biết đến UT mà không có một tí cổ phần, không có một cổ phần nào,
thì đời cực kỳ đen, đúng không? Cái này nghĩa là chắc chắn luôn. Đó, vì vậy là chúng ta cố gắng tập trung, chỉ có sự tập trung nó mới đem lại một cái kết quả cho chúng ta. Nếu chúng ta không tập trung thì chúng ta không hiểu được đâu. Rất khó. Đây là mới một cuộc phỏng vấn thôi. Còn cái dữ liệu, đúng không? Còn cái dữ liệu thì từ năm 1966 cho đến bây giờ, tập đoàn làm những gì, làm như thế nào, công việc đều là cập nhật cho chúng ta hết, cập nhật vào một tin tức. Thì các anh chị em nào mới đầu tư thì cố gắng làm sao cập nhật cái mục tin tức nha. Đó, Vũ chỉ là người đi trước hướng dẫn, và Vũ cũng nói thêm một tí nữa về cái trường hợp của Nhân Trần. Nhân Trần nói mình xóa video, với mày á là không đủ tuổi để mà xưng anh với tao nha Nhân Trần nha. Đó, mày á thì giờ là gì, lợi dụng hình ảnh của tao rồi mày đăng trên YouTube để mày câu like câu view kiếm tiền thôi. Đó, còn tao ngày nào tao cũng lên livestream và tao không xóa nha. Chứ đừng có nói là kêu Trịnh Nguyên Vũ nghe mày viết đơn lên công an Đà Nẵng rồi là tao sợ tao xóa video, quên mẹ mày đi nha, quên đi. Mày chẳng là cái gì trong xã hội này hết. Mày là cái gọi là một cái con người gọi là rác rưởi trong xã hội này thôi, mà tao cũng không thèm chấp. Nhưng mà tao nói với mày để mày biết ấy, là gì, kêu tại sao tao livestream mày vào mày xem mà tao không dám đụng đại mày. Mày thấy không? Mày nghe cái câu chuyện chưa? Một con sư tử với con chó điên giờ cắn làm đó, tại sao con sư tử nó không chiến đấu? Đúng không? Thôi né đi, mày là còn hơn con chó điên nữa mà, đúng không? Chẳng dạy gì. Nhưng tao đã nói rồi, cứ ra tòa mày cứ viết đơn bình thường, tao gặp mày tại tòa rồi mày thấy, mày sẽ thấy. Chứ đừng có bao giờ là lợi dụng, đúng không? Rồi là cắt ghép video của tao rồi tải về rồi đăng trên YouTube của mày, rồi bắt đầu là mày trưng bày ra một số tờ đơn kêu kiện ông Trịnh Nguyên Vũ này lên trên công an này kia thế này thế kia, tao chờ mày đồng hoàng, được chưa? Chẳng qua trong cái vấn đề livestream muốn lan tỏa và muốn lịch sự với cộng đồng 5.000 anh chị em kết bạn trên Facebook, không phải vì mày, đúng không, vào xem rồi làm rầu nồi canh, nghĩa là một con sâu làm rầu nồi canh đó. Thì hôm nay là cái buổi livestream kết thúc dừng tại đây, và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em vào buổi livestream lần sau. Thì Vũ mới nói về vấn đề xen vào để nói cho thằng Nhân Trần biết rằng tất cả những video tao chửi mày, mày không khác gì là một con chó điên. Vì vậy là tao chửi là tao chửi đúng chứ không phải tao chửi sai đâu. Mày nên nghe những lời, những cái lời của tao chửi. Tại vì Jack Ma nói rồi, hãy quý trọng những người thường xuyên chửi bạn, không? Còn mà thằng nào ngu, thằng nào khôn, thằng nào như thế nào á, thì để thời gian cho trả lời, được chưa? Để thời gian trả lời. Và để gì, mày viết đơn cho công an rồi thì để công an nó giải quyết. Tao với mày gặp nhau tại trụ sở công an, nói gì làm gì cho nhiều, đúng không? Mày cứ suốt ngày mày cứ thấy tao livestream rồi mày vào, bay vào, tại sao mày không học được một cái gì để thay đổi cuộc đời nhà mày? Thay đổi cuộc đời mày đi, mà mày suốt ngày mày vô mày xem mà mày không hiểu được một cái gì cả. Tao nói tiếng người mà, tao đâu có nói tiếng chó đâu mà mày không nghe. Tao nói tiếng người mà, đúng không? Vì vậy là mày bỏ đi cái tham sân si đi, mày bớt đi, hạ cái tôi mày xuống, thay đổi thái độ thì mày còn có cơ hội cứu vớt được cái cuộc đời của mày, được chưa? Chứ còn nếu như mà mày có cái thái độ như thế thì đời mày không ngóc được, đời con mày không ngóc được, đời cháu mày không ngóc được, không ngóc được đâu. Thôi Vũ dừng cái livestream tại đây nha. Và Vũ cũng đã gửi cái đường link của cái phỏng vấn của ngài Unicky để cho các anh chị em nghe đi nghe lại.
nghe đi nghe lại để gì có cái nhìn toàn diện hơn. Đó, chúng ta cứ nói lâu đúng không ạ? Nhìn Cát Linh Hà Đông đi, nhìn cái đường cao tốc Bắc Nam đi, đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, người ta nghiên cứu hai bộ xây dựng đúng không ạ? Bộ xây dựng với bộ tài chính đấy, kế hoạch đầu tư đấy, người ta thảo luận 15 năm nay rồi mà giờ chưa thống nhất được, đúng không? Người ta mới thảo luận là áp dụng cái công nghệ nào để xây dựng cái đường cao tốc Bắc Nam thôi, mà người ta thảo luận đến 15 năm rồi. Mà đây là chúng ta là nó không phải là một công ty sản xuất một sản phẩm, mà chúng ta là tập đoàn, đúng không ạ? Mà trong đó hiện tại bây giờ 10 công ty con đã tiến ra thị trường thương mại, và bất kỳ ai cũng có thể vào đó đặt hàng, và chúng ta đảm nhiệm đơn hàng một cách xuất sắc trong thời gian ngắn nhất. Và bảo hành của chúng ta là tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Cái đường ray chúng ta là bảo hành cho các đối tác là đến 100 năm. Đầu máy toa xe chúng ta bảo hành đến 25 năm. Đấy, bảo hành đến 25 năm. Và ngài tuyên bố là nếu ai ứng dụng công nghệ của tập đoàn thì thu hồi vốn trong vòng 1 ngày, chứ không phải là trong vòng 1 năm hay là 10 năm mới thu hồi vốn nha. Vậy thì để biết được rằng chi phí của chúng ta xây dựng là cực kỳ rẻ, thi công cực kỳ nhanh, quan trọng là tháo gỡ, đúng không? Các thủ tục hành chính tháo gỡ hết đi, nếu giao cho chúng ta làm thì năng lực của tập đoàn của chúng ta là xây dựng 10.000 km trong vòng mấy ạ? Một tháng thôi. 10.000 km trong vòng một tháng thôi. Đó là để biết được là tại sao là chúng ta là cổ đông của một tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Đó. Rồi từ đó chúng ta mới biết được tại sao 50 đô góp vốn có ý nghĩa, đúng không ạ? Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta cứ nghĩ là làm gì có, trên đời này làm gì có cái chuyện đó, đúng không ạ? Làm gì có chuyện đó. Còn hơn trúng số kia, làm gì mà bỏ ra 50 đô mà 2-3 năm tới mà chúng ta tăng tài sản lên mấy trăm triệu, mấy tỷ, đúng không ạ? Cái này là phải có kiến thức, kiến thức chuyên sâu, phải có trí tuệ, phải có tầm nhìn, thì mới nhìn nhận ra được. Cộng với gì? Mồ mả tổ tiên không đậu. Nói trước nha. Còn những người mà đã không tu, không tu tập, không có phước, không có phúc thì đừng có mơ mà nhận được cái cơ hội này. Vũ nói thẳng luôn, những cái con người đó là những cái con người gọi là vô phúc, như cái thằng Nhân Trần, như cái thằng Đằng Nguyễn đấy, những cái đứa đó là những cái đứa vô phúc nhất, đúng không ạ? Nó biết cái cơ hội này nhưng nó biết thôi, bởi vì nhận thức của con người có đến 6 cấp. Vũ hay nói đó. Nhận thức con người có đến 6 cấp, là cấp đầu tiên là biết, cấp thứ hai là hiểu, cấp thứ ba là áp dụng xong rồi là cấp thứ tư là gì? Phân tích tổng hợp. Cấp thứ năm là đánh giá. Cấp thứ sáu là sáng tạo. Vậy thì mới có cái câu nói là tôi biết rồi là tôi chết rồi. Hai cái thằng này, thằng Nhân Trần này với thằng Đằng Nguyễn này, là hai cái thằng này là hai cái thằng biết rồi đó. Mà hắn nói hắn biết rồi là mình biết nó chết rồi, mà nó vẫn không biết nó chết. Vì vậy là nó suốt ngày, đúng không? Nó rêu rao nhưng mà nó chẳng biết con mẹ gì. Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi, mà đoàn người thì đi mất tiêu rồi. Chúng tôi đã thương mại rồi, hết rủi ro rồi, mà ở đó mà cứ sủa, đúng không? Sủa gì vậy? Sủa gì vậy? Mà tập đoàn năm 2019, giám đốc quỹ đã gì? Cảnh báo đài truyền hình Việt Nam, đã đưa tin vu khống tập đoàn. Tập đoàn chúng tôi là làm thật, người thật, việc thật, không tin thì cứ đặt hàng đi. Đó, đặt đường cao tốc Bắc Nam đi, hay là đặt hàng 5 km, 10 km đi, chúng tôi thi công cho. Nếu mà chúng tôi đem cái bánh vẽ ra, làm sao mà thi công cho các ông các ngài được, đúng không? Tại sao chúng ta không thử? Alo, có điện thoại đó, có địa chỉ Gmail,
đưa viết thư đó, hoặc là đặt lịch đi qua tận nơi để tham khảo cái công nghệ này tại Belarus cũng được, mà tại Sara cũng được. Đó. Đi qua chuyến ngàn đô cho bao nhiêu đâu. Mẹ cỡ như thằng Tăng Nguyễn, ngàn đô với mày là cái gì? Mày tư vấn một tiếng đồng hồ hả cho khách hàng bổ mày á, là mày kiếm cả nghìn đô cơ mà. Sao mày không dám bỏ ra một tiếng đồng hồ của mày, mày đi qua bên Sara đấy, ngay là công viên đó, sát bên trường đại học Sara đấy. Mày đi một chuyến, mày qua đó mày ngồi lên bánh vẽ, rồi mày về, rồi mày nói. Chứ mày cứ suốt ngày hả? Mày là một cái thằng mà tao nói là gọi là Đăng Nguyễn chứ không phải Tằng đâu. Mày là thằng Đăng. Vậy mà mày lại đứng trên lớp giảng như thật. Mày là con vẹt. Mày thua con vẹt nữa. Đúng không? Mày thua con vẹt nữa. Đấy. Thua con vẹt nữa. Mày cứ nghĩ là báo chí là nó đúng hết à? Báo chí có báo chí, cái gì nó cũng có hai mặt, đúng không ạ? Cái gì nó cũng có hai mặt hết đấy. Mày phải tỉnh táo vào. Mày đi dạy với học viên của mày là gì? Nếu mà nghe truyền hình, nếu mà nghe báo chí thì đừng chơi chứng khoán, đúng không? Mày đã từng dạy như thế rồi mà giờ đến giờ này mày tắt nước theo mưa. Mày ngu thì mày ngu vừa vừa thôi chứ. Mày tự lấy cất mày tát vào mặt mình à? Rồi cái thằng Nhân Trăng này nữa, mày biết như thế nào đa cấp không? Hả? Đa cấp là gì? Mày biết không? Định nghĩa mà đa cấp mày không biết nữa. Hả? Mày dùng cái điện thoại, đúng không? Hả? Mày dùng cái điện thoại, à, smartphone thông minh. Mày làm cái kênh YouTube của mày, đó mày đi, mày mua cái điện thoại đấy, mày đi qua tặng nhà máy mày mua hả? Hay mày mua ở đâu đấy? Hay mày ra cửa hàng mày mua? Đó là máy cấp rồi. Hả? Sao mày đăng thế? Gọi là đa cấp mà biến tướng thì nó mới xấu. Còn đây là chúng tôi là một tập đoàn công nghệ gọi vốn à, trên Internet theo hình thức crowdfunding. Hình thức gọi vốn có hai hình thức. Hình thức gọi vốn cộng đồng và hình thức gọi vốn sắc tanh đấy. Gọi là những nhà tài phiệt. À, những đơn vị tổ chức kinh tế lớn. Nhưng chúng tôi không sử dụng cái hình thức gọi vốn đó. Tự vì những thằng giàu giúp nó giàu thêm làm gì. Vì vậy ngay với mới lựa chọn cái hình thức là gọi vốn crowdfunding. Nếu như hai thằng mày á, mà chưa biết thì lên Google gõ gọi vốn cộng đồng là gì, rồi mày vào VTV á, là cái chương trình là quốc gia khởi nghiệp tập 46 nha, tập 46, để mày tìm hiểu cái hình thức gọi vốn cộng đồng là cái gì đó. Và nếu như thằng Nhân Trăng đang ở trong này thì tao gửi cho mày, được chưa, tao gửi cho mày cái hình thức gọi vốn cộng đồng, rồi mày mày nghe đi để cho mày mở não ra, nghe chưa. Mẹ cái loại gì đâu ngu như bò. Mẹ ngu thì ngu vừa vừa thì ngu hết phần thiên hạ. Mẹ con Gia Linh hả? À, mày viết đơn tố cáo đó, giờ mày tố cáo được chưa? Con Gia Linh ấy, Gia Linh nó vừa rồi á là nó đi qua tặng Belarus, nó là người là con gái thôi. Mày là thằng đàn ông sức dài vai rộng, mày còn không ra nổi cái giếng nhà mày, gọi là ra cái xóm nhà mày, à, ra cái háng của mẹ mày để mày ra, mày còn chưa mày vừa chui ra đó thôi mày cũng không nhích ra được. Mà một người con gái đó, à, họ đi tới nơi, họ đi không phải một công viên, họ đi Dubai, họ đi Belarus, họ đi Nga, hả? À, hắn quay trên Facebook hàng ngày cho mày xem, mà mày là nói nó là lừa đảo đa cấp, hả? À, cái đầu óc mày là đầu óc gì? Chẳng thà mày không theo dõi Gia Linh, chẳng thà mày không theo dõi tao. Đây là gì mày theo dõi đấy? Mà quay trên Facebook mà quay được à? Mà cắt ghép được hay sao? Mày có biết không? Hả? Mày ngu thì mày ngu vừa vừa thôi. Mày ngu gì mà ngu hết phần thiên hạ. Hả? Mày theo dõi Gia Linh. Gia Linh nó đi qua mới đây đấy, tháng 10 đấy, đúng không? Ngày vừa rồi nó mới về đấy. Mày theo dõi nó mà.
Mày mày suốt ngày mày chống đối nó, mày chống phá nó, mày viết đơn tố cáo nó. Hả? Nó ăn cái gì nhà mày à? Hả? Hay là nó đào mã đầu mùa nhà mày? Mà mày là viết đơn tố cáo nó lừa đảo đa cấp. Rồi mày theo dõi nó, hả? Thấy nó là con gái chưa chồng, mới có mấy tuổi đầu đâu mà nó đi được là gì Belarus, nó đi được qua Dubai, nó quay video đúng không? Nó có phát trực tiếp livestream về cho mày xem. Tại sao mày không tới nhà nó mà quỳ mày lại, mày xin lỗi đi. Đấy. Để cái gì? Nó giúp cho mày có được một cái tương lai tươi sáng hơn. Được chưa? Mày ngu vừa vừa thôi. Mẹ chẳng thà là cái thằng không biết, nó không có một tí cổ phần nào. Còn đây là mày suốt ngày mày gì? Theo dõi, nấp lùm. Nhưng mà tại sao á gì? Mày nghe mấy năm này rồi mà mày vẫn không thông cái não mày ra. Mày thử hỏi đi. Do cái đầu óc của mày bả đậu, mày dốt nát, quá dốt đi, thì mới không mở não ra và không tìm hiểu được. Chứ suốt ngày là gì? Mày khi nào mày cũng coi live stream của Gia Linh, khi nào mày coi live stream của tao. Là tại sao mày không có một tí nào hả? Cái não mày là não gì hả? Não gì? Mày là không bằng não thú đúng không? Kỳ cục. Không làm gì được cho xã hội này. Mày là gì? Đúng là họ nói ít ngồi đáy giếng. Cứ thấy cái giếng là nghĩ là tất cả là thế giới đó rồi. Lại mày luôn. Cái thằng đúng là thôi, chào các anh chị em nhé. À, để Vũ dán cái đường link này lên. Rồi các anh chị em là cố gắng nhé, cố gắng đăng ký kênh nè. Đó, để theo dõi những cái video. Vũ là Vũ không bật chế độ kiếm tiền nha. Vũ chỉ dùng cái kênh YouTube để cập nhật thông tin cho tất cả các anh chị em, chứ Vũ không phải là bật cái kênh YouTube này lên kiếm tiền. Đó, và cái trang web cũng thế. Trang web của mình bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức ra làm, nhưng mà không phải là mục đích kiếm tiền, đúng không ạ? À, nhưng mà rất nhiều người à, như là cái thằng Nhân Trần ấy, hắn cứ tưởng mình là làm YouTube kiếm tiền như nó. Trời ạ, bó tay. Đâu có phải như mày với Đăng Nguyễn là kiếm cày view, cày like, đúng không? Để mà kiếm tiền đâu mà. Đó, tiền chúng tôi không thiếu, đúng không? Tiền Việt thiếu thật, nhưng tiền đô không thiếu đâu. Vũ sẽ dán lên nhá, dán lên cái từ cái kênh, từ cái kênh này vào cái mục gì, danh sách phát. À, nhớ là vào mục danh sách phát thì chúng ta sẽ có được tất cả những cái thông tin nó nằm trong cái kênh này. Và chúng ta cứ như trước khi đi ngủ, đúng không? Chúng ta nghe một cái video clip gì đó, và nghe xong rồi nhớ là bấm like nha. Thôi, xin chào tất cả các anh chị em. Cảm ơn các anh chị em đã theo dõi cái livestream của Vũ. À, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào nhá. Hẹn gặp lại.